mẫu này độc lạ nha các bạn. Nam nữ già trẻ bé lớn thì chạy cũng đều được hết. Cái cốt yên đó là cốt yên của mình chạy á, 1m74. Con này thương hiệu của Panasonic, dòng trợ lực đề cao. Mã con này là X669. Số điện thoại trên có Zalo, các bạn có thể gọi trực tiếp, hoặc ở dưới cái video sẽ có một cái đường link báo giá cụ thể, chi tiết pin bảo hành sạc như thế nào, đều đầy đủ hết trong đó nha. Và lưu ý cái mẫu con này là con size 20, dòng size 20. Nhưng đừng nghĩ nó là sẽ cho dành cho các bé hay là các người thấp, không phải vậy đâu. Nó do cái form xe, thứ nhất, thứ hai nữa là cái cốt yên đó các bạn thấy khá cao, 1m74 như mình vẫn đạp được, nhất là các anh. Con này đạp đẹp lắm, đi cà phê buổi sáng là tuyệt vời. Và các bé thì cứ 1m, khoảng tầm 1m50 là đã đạp được con này rồi. Màu thì cũng khá là chịu, dễ chịu, trợ lực zin đời cao, thương hiệu của Panasonic, hàng Nhật Bản. Và cái trợ lực là gì mình sẽ test cho các bạn thấy nha. Các bạn thấy 1m74 của mình nè, các bạn thấy cũng không có phải là hơi giới chân rồi, nhưng mà phải lên miếng nữa thì mới đẹp. Và cái ghi đông này phải lên 4 phân nữa thì mới đẹp với chiều cao của mình, đi cho nó hợp lý. 1m70 đổ về là đi hợp lý. Ngoài nó xe không động cơ nha, chưa mở điện mở đóm gì hết. Nó có phần số, nó sẽ quyết định được nhanh chậm nặng nhẹ cái chân của các bạn. 78kg, mình là 78kg. Các bạn thấy 78kg chứ đạp rất là nhẹ luôn các bạn thấy không? Nhờ cái bộ phần số này. Nhưng mà càng nhẹ xe nó không có đi nhanh được. Ngưng cái chân, một nhịp một thôi, vô số 2. Chân nặng hơn, xe sẽ đi nhanh hơn. Tiếp tục chưa dự ý muốn đi nhanh nữa, ba chân nặng nữa thì xe sẽ chạy nhanh nữa. Cái đó, cái này là gọi là ba số cho ba tốc độ là nó nè. Cảm thấy số 2 hợp lý để số 2, cảm thấy số 1 hợp lý để số 1, không nhất thiết phải là 1, 2, 3 như mình. Giờ mình đang giới thiệu cái phần số thôi, mình thì mình để số 2 đi công viên này là vừa, không cần nhanh. Về phần căn bản phải là một chiếc xe đạp như vậy. Rồi, chiếc xe đạp thường đúng không? Nhấn cái, các bạn thấy nó không thể nào nhanh, nó không đi được. Nhưng khi mở điện thì coi trợ lực nó là cái gì. Một lực xuống mặt đạp, các bạn thấy một sự khác biệt không? Với một đạp một thôi là cái đạp nó chạy 3-40m, 4-50m là chuyện bình thường, do cái lực của động cơ nó kéo mình đi. Đó gọi là trợ lực đó các bạn, trợ là hỗ trợ. Các bạn thấy không, nó đẩy phát 1-40-50m là chuyện bình thường đối với những con đời cao như vậy, dư luôn ha. Và bắt buộc phải đạp, và đạp nó bẫy nó búng trong chân mình, làm cho mình nhẹ cái chân. Một là tăng số để đi nhanh đó, hai là vẫn giữ số nguyên số đó mà trả máy về cho nó nhẹ bớt, cho máy đẩy nhẹ bớt lại một chút, máy đẩy không mạnh quá. Và tùy theo sức khỏe, tùy theo tình trạng đoạn đường mình đang đi, địa hình mình đang đi, sức khỏe và sở thích đều phải tùy thuộc vào người chạy hết, không có mặc định điều gì hết. Phần số và phần động cơ. Rồi, cái tiếp theo nữa sẽ là cho các bạn dễ nắm được cái tốc độ máy đẩy, những con đời cao nó đẩy như thế nào. Thì mình sẽ xuống những cái địa hình, tắt máy. Mình đạp qua những cái địa hình như là rất là khó khăn trong những chiếc xe đạp ha. Bạn thấy gần như mình đứng trên xe luôn. Gần như đứng trên xe luôn. Để que đè leo qua bãi cỏ thôi. Mở máy. Bạn nhấn cái là tự động nó leo đi rồi. Hai nhấn là bắt đầu leo đi qua gần hết rồi các bạn. Nãy phải dùng rất nhiều sức rồi bây giờ, các bạn thấy không?
con này nhí nó đi, cái xác nó nhí nhưng mà cái đi động cơ vẫn là động cơ của dòng xe lớn. Thật ra nó khá mạnh, một tay của nó mà lái nó cũng chật vật với nó. Đến phần giới thiệu về xe cho các bạn hình dung được cái trợ lực đề cao nó là cái gì. Con này đã ha các bạn, nhỏ nhắn, nhỏ xíu, cái form rất lạ, cái màu nó cũng vậy, dịu con mắt. À quên nữa, trong xe này là sẽ là đồ zin toàn tập nha, riêng cái rổ là đồ mới, còn nhiều là đồ zin hết. Bao tay của Bana càng thắng nhôm. Dàn ghi đông ông tăng này nó là bằng sắt đó nha các bạn, không phải bằng nhôm đâu. À, chuông, nhôm. Phần nhanh chậm quyết định được nhanh chậm năng nhẹ cho phần này. Một cái đèn, à đèn là đèn mới 4 led. Các bạn thấy nó sáng cực kỳ luôn. Tại vì trong cái này mình gắn cái đèn zin vẫn được, nhưng mà nhiều anh chị em kêu tôi thích đèn sáng. À, còn tùy, anh chị em nào muốn đổi gì đó đổi. Vỏ ruột zin, niền nhôm, đùm phía trước. Các bạn thấy những ngóc ngách là mình đã đều đã vô mở bò, bi bật đạn đã làm lại hết rồi nha, mở bò lại hết rồi, càng thắng nhôm. Dè, dè này móp nhẹ thôi chứ chưa có móp nặng, thường là nó móp nặng lắm các bạn, thường mấy cái dè này nó hay bị móp nặng lắm. Khung sườn thép thương hiệu của Panasonic. Và nếu cái dàn ghi đông ông tăng nó thiết kế rất lạ lùng ha. Con này đẹp à. Đây, con cốt yên nhôm. Các bạn tăng chỉnh chiều cao được qua cốt này, qua cái lẫy này, tăng và giảm. Một riêng zin, ba ga, đèn cảm ứng về đêm, rung lắc chuyển động nó nháy thôi. Đó, thiếu ánh sáng tự nó nháy ha. Nó chỉ thiếu ánh sáng, nó chỉ nháy trong ban đêm thôi, ban ngày nó không có nháy. Vỏ ruột zin, niền thép không, niền nhôm, đùm nhôm, và nó sử dụng cái thắng bi, không phải thay bổ thắng của Shimano nha, xài vĩnh viễn luôn, với điều kiện các bạn phải biết vệ sinh đó. Đây cái nút đen này lâu lâu nó kêu hay là nó không ăn thì các bạn lấy dầu hôi xịt nó vô, vệ sinh cho nó đất cát nó rớt ra rồi miếng nhớt nhẹ vô. Một cái lốc máy nhôm, giò đạp nhôm, giò đạp là cái này, bàn đạp zin của Bana. Cạc tê zin vẫn là giò nhôm và bàn đạp zin. Đây là bộ tăng sên tự động của nó, sên trục tự căng Panasonic, hàng nội địa Nhật cũ nha các bạn. Các bạn thấy nhiều chiếc xe cũ mà của người ta mà nó còn mới như vậy nè. Bộ tài của Bana. À, tiếp tục vẫn là quan trọng nhất là pin và sạc thôi. Các bạn muốn khóa cái ổ khóa này ha, nhấn vô nó mới cho khóa, mới cho lấy chìa và mới cho lấy cục pin. Các bạn có thể để cái trên xe, cục pin có thể để trên xe sạc luôn. Điện 220 trực tiếp vào xe. Hoặc bất chợt ở đâu hết pin, các bạn ghé vô uống ly nước, hoặc anh chị em đi làm, đi học, tháo cục pin ra là sạc. Bộ này là có thể sạc được rồi. Và trong thời gian đó chiếc xe các bạn vẫn hoạt động bình thường nha, nó không có liên quan gì đây hết. Điện và phần cơ nó tách biệt hai phần rõ ràng, nó không có lệ thuộc gì nhau hết. Sạc xong lắp vào là chạy. Bỏ pin ở đây. Rồi, thứ nhất, thứ hai, ở trong đây, trong cái vỏ đen này sẽ là một khối pin 8A dung lượng. Một lần sạc với cái tải 55kg nó cho các bạn chạy 25 cây số là thấp nhất.
không bao km nha. Lý do mỗi cái tải trọng nó mỗi khác nhau, mỗi cái đoạn đường đi nó sẽ khác nhau, đường đèo dốc nó khác, đường phẳng nó khác, và mỗi phần số người khách chỉnh họ sẽ khác ha. Không bao km, mình chỉ nói là tầm đó đổ lên là vậy thôi. Và thứ nhất, thứ hai nữa là các bạn thấy cái bước qua cái dòng chữ Eco Navi là bước qua dòng đời cao hết rồi. Nó con này chỉ thua đúng một đời xe nữa thôi, đời mới nhất hiện nay thôi. Con này là đời thứ hai. Đỏ. Máy trung bình, tự tiết kiệm pin. Thấp nhất tự tiết kiệm pin luôn. Đèn phía trước tắt và chế độ báo pin. Hai nút này chỉnh cho ba cái đèn này, đèn một đèn chỉnh cho đèn trước. Và đây là báo pin, chế độ báo pin khi thấp nhất thì lo đi sạc, nó biết giống như km xăng vậy thôi. Tắt nguồn. Và cam kết với anh em là trong chiếc xe là zin toàn tập. Cái rổ phía trước là đồ mới. Pin thì các bạn có thể chọn dung lượng. Trong xe này mặc định sẽ là 8 ampe. Anh em chị em muốn đi xa hơn thì 13, đi xa nữa là 16 ampe. Tùy theo dung lượng các bạn chọn. Và cục này hình như chỉ maximum là được 13 ampe thôi. Rồi, không hiểu thì có số Zalo, alo trực tiếp hoặc đường link ở dưới YouTube giùm mình nha. Cảm ơn anh chị em.